trong ảnh bạn đang xem chính là P Diddy. Gã được coi là một trong số những rapper thành công nhất lịch sử với 14 lần được đề cử và giành về 3 giải Grammy cao quý, được gắn tên lên đại lộ danh vọng năm 1995, được Guinness trao thưởng danh hiệu nhà sản xuất nhạc rap thành công nhất vào năm 1997. Gã vừa là một rapper, vừa là một nhà thiết kế thời trang, vừa là một doanh nhân, vừa là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng tại xứ cờ hoa. Tổng tài sản của P Diddy đến thời điểm hiện tại là xấp xỉ 600 triệu đô la Mỹ. Con số trên chưa bao gồm hơn 1.000 chai dầu trẻ em và 700 đồ chơi bằng nhựa và cao su mà cảnh sát mới tìm thấy trong nhà. 1.000 chai baby oil được tìm thấy ở nhà của rapper Diddy với dung tích cỡ lớn. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Người thành công luôn có lối đi riêng, đặc biệt là đi cửa sau. Thảo nào Đàm Vĩnh Hưng nhất quyết đòi sang Mỹ nhập tịch, nguyên do là ông này. Có khi nào Minh Béo đã từng tham gia một bữa tiệc của thằng này không? Ôi trời ơi! Diddy còn định thoa dầu cho Mike Tyson. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yeah, he's literally. It truly is about the Benjamin. Anh cho em hỏi một chút vấn đề phương diện y học với ạ. Em hỏi đi, sinh viên mới mà, không hiểu là bình thường. Học giải phẫu mình tự mang xác đến hay nhà trường phát vậy ạ? Em cứ việc mang xác đến, việc báo công an để anh lo. Hả? Giống hồi trước học sinh học giải phẫu run, cũng tự mang run đến đây chứ ai phát, giải phẫu trên người chắc cũng thế. Có khi một xác không đủ dùng đâu, nên là mang theo một cái nữa để phòng hờ tình huống nhà trường không phát nhé. À, nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Có bao nhiêu cứ mang đến, chia cho bạn khác nữa. Đến tiết học sẽ chọn ngẫu nhiên một sinh viên nha em. Không cần em, mấy bạn tự nhảy từ nhà xác đến. What? Nhóm hai bạn thay phiên nhau làm xác để bạn kia thực hành nha em. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Người hâm mộ Justin Bieber không còn nhận ra nam ca sĩ nổi tiếng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng ngày nào, thì ra là tất cả đều có lý do Diddy. Justin Bieber lần đầu xuất hiện giữa bê bối của Diddy. Hoài Linh đọc bài của Diddy chắc giờ đang phi tăng 1.000 chai dầu trẻ em. Quỷ sứ, sao không rủ tụi này với? Mình nghĩ chắc ở nước nào cũng thế, cứ kiểu ca sĩ mới nổi mà muốn dấn thân vào showbiz thì phải hiến thân. Ở Việt Nam cũng thế thôi, mình nghĩ Jack khi mới vào showbiz cũng là một nạn nhân. Vì Jack đẹp trai chồng quốc dân mơ ước của các chị em, Jack không biết phải làm như thế nào nên đặt tên fan là Đóm, Big Phát Sáng. Cái tên ẩn ý như một dạng cầu cứu, trùng hợp nữa là Jack và Justin đều cùng vần di. Ủa, anh có người yêu rồi hả? Ừ, mà có việc gì không em? Tính ra mình yêu nhau 3 tháng rồi mà em chưa nghe anh nói có người yêu luôn á. What the hell? Em có hỏi đâu mà anh nói. What? Trước khi yêu phải hỏi có vợ chưa, có người yêu chưa, có con chưa nha. Lỗi là do mình không hỏi kỹ đó. Người yêu cũ tao, tao hỏi thì bảo có mỗi một người yêu cũ, mà tuần trước hỏi lại có vợ chưa thì bảo ly hôn rồi. Không hỏi sao nói. Ta nói phải tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định một điều đó quả thật không sai. Anh
anh em có nhau, lên đường tiễn bạn, đi mạnh giỏi nhé. Anh em ở ngoài giữ gìn sức khỏe nhé. Mùng 2 tháng 9 năm sau tao lại về, anh em ở nhà sống tốt nhé. What the hell? Vào đấy giữ chỗ cho tao nhá. Nani? Cứ bình tĩnh không phải chen lấn xô đẩy, rồi sẽ đến lượt các cháu. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Bạn cứ yên tâm đi tù nhé, bạn gái của bạn để mình lo cho nhé. Thương bạn vào tù thay bạn đi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Sao ít thấy em cười vậy? Tôi lúc cười. Được chưa? Có những thứ đừng hỏi lý do. Bị mất 4 răng nên khung cười. Trà sữa bí đao 700cc, topping chân châu đường đen. Ghi dùm em tờ anh xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Người ta kêu sao mà ghi dậy, không đúng yêu cầu, đáng ra phải ghi là, dùm em tờ anh xin lỗi. Hồi bữa dặn thằng bánh kem ghi, chúc em mãi trẻ đẹp ở bên trên mà lại còn hồng hào ở bên dưới dùm anh, thế éo nào nó ghi y chang vô cái bánh kem, bây giờ chồng nó kiếm em quá trời luôn bà con ơi. Em không những không già đi ở trên mà em còn trẻ ra ở phía dưới. What? Ý là ghi vậy để bạn kia phản hồi lại đó. Gặp tui mà block người yêu thấy ghi cái dòng này là tui mở block ra hỏi cho ra lẽ. Rồi người yêu tui sẽ có chủ đề nói là do quán. Xong hai đứa xuống lại nói xấu quán rồi hai đứa huề. Thì ra đây là lý do Gojek phá sản ở Việt Nam. Còn đây là anh nhà của tôi. Bạn xích đến rồi nói là em bé cho anh xin lỗi nha, mình cảm ơn ạ. À đâu. Cho anh xin lỗi phát nhá. Hôm trước tao đặt đồ mà quên tắt phần tự ghi chú. Tại bình thường đặt cơm gà thường xin thêm bịch tương ớt. Nay tao đặt trà sữa vẫn có ghi chú, xin thêm bịch tương ớt. Chắc chủ quán trà sữa với shipper cũng nhức cái đầu lắm. Dấu chấm hỏi lại trở thành dấu chấm hết cho một cuộc tình. Hai ly yêu dấu, khi anh nằm đây và thấy em ngủ bên cạnh, anh tự hỏi làm sao mình lại may mắn đến thế. Sự khiêm tốn, vui vẻ và khát vọng phát triển của em khiến anh vô cùng ngưỡng mộ. Anh cảm thấy rất vinh dự khi được là chồng em. Anh hứa sẽ yêu em suốt đời. Chúc em ngủ ngon, hai ly. Anh hy vọng em sẽ đọc được điều này vào sáng mai và mỉm cười. Em là mãi mãi của anh, Justin Bieber viết cho vợ của anh. Wow. Gửi vợ yêu dấu, anh và người yêu thứ ba của anh xin gửi đến em tình cảm chân thành và nồng nhiệt vào buổi tối hôm nay nhé. Anh hy vọng sáng mai em thức dậy, anh về đến nhà, em sẽ đón anh bằng sự bao dung chứ không phải là một cái bao tải. Yêu em. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm mà. Tha lỗi cho anh đi bé. 58 phút sau, bé hết lỗi rồi, anh qua đón bé đi chơi đi. Anh có người yêu mới rồi, chào em. Ủa? Gì vậy? Xin các cao nhân chỉ em cách xóa vết bút bi con em mới vẽ trên sofa dùng em với. Sofa bằng da thiệt nên em không biết xử lý sao. Dùng dầu gió và băng gạc nhé bạn, mình đã thử, rất hiệu quả. Lâu lắm rồi sofa nhà mình không có tí vết bút nào. Wow. Bác xe
em thế nào chứ con nhà em vẽ, em tẩy bằng dầu gió mãi không hết. Bác hiểu lầm rồi, dầu gió dùng để sức vết bầm cho con ấy ạ. À đâu. Ở một diễn biến khác, chỉ mất 7 phút để chị thói cứng đầu, thường xuyên chống đối cha mẹ của trẻ. Tẩn liên tục trong 7 phút, người lớn còn đéo dám bật nữa nói gì trẻ. Mình không biết cách xóa nhưng mình biết cách làm cho con bạn lần sau không vẽ bậy nữa, bạn tham khảo nhé. Nước 1. Đơn giản, lấy kéo cắt chỗ có mực ra rồi ném vào máy giặt hoặc giặt tay, xong lại khâu vào là xong, quá đơn giản. Wow. Cái này tẩy bằng định luật bàn tay phải, cam kết không có lần sau, mà có thì chuyển qua định luật hai bàn chân. Bác cứ dùng bút xóa hay bút lông tô lên là sẽ hết vết bút đi ngay. Chúc bác thành công, không cần cảm ơn. Dùng bình sơn xịt sẽ che được hết vết mực bút đi. Còn sơn màu gì thì tùy mình thích, gam màu nào thì mua màu ấy. À thế à? Nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết kẻ tạo ra vấn đề. Roi, dép, chổi hân hạnh tài trợ chương trình này. Ôi giời ơi. Trước tao còn bảo thằng bạn lấy thuốc yếu sinh lý bôi vết mũi cắn cơ, nó cũng bôi xong cứ hỏi sao không hết. Cứ quy tắc bàn tay thuận mà dùng, thuận tay nào tán tay ấy, đảm bảo không phát sinh vết nào luôn. Sáng sớm ra thăm ruộng thì thấy cảnh này, giờ không biết phải xử lý như nào. Hiện tượng này lạ nha, nếu cua mà bơi lổm nhổm một khu vực rộng như này là có điềm báo nhé. Mọi người nhớ chuẩn bị gom bát đũa nồi niêu xong chảo gấp, để tôi đi mua bún nhé. Wow. Tình hình phải huy động cả nhà chuẩn bị đồ đạc nhanh mới kịp được. Người ra chợ mua rau, nước, đay, mồng tơi, cà pháo muối. Người chuẩn bị chày cối, máy xay gì đó. Còn lại tập trung ra ruộng đón các đoàn đại biểu này về. Mau tay mau chân chứ không kịp giờ cơm chưa đâu. Vợt đâu, quăng cho anh. Còn mấy ông đứng đực ra làm gì, hái rau đây đi chứ. Tình yêu, nghi ngờ điện thoại bạn gái có gì đó mập mờ, thanh niên khóc hết nước mắt, van xin bạn gái, Nhi, anh làm cái gì sai với em hả, em đưa điện thoại cho anh đọc tin nhắn, em không che đậy được sự thật mãi đâu. Đưa điện thoại đây đây, đây đọc trời, đưa lại đi đây, đưa lại đây, đây đọc trời, đưa lại đây, đây tin nhắn rồi, đưa lại đi trả lời, anh lại em đi đây, em đưa lại em đây, em đưa lại cho anh đọc đây. Bỏ ra cho chồng đi đây. Em đưa lại đi đây. Em đưa lại đi đây. What the hell? Không ngờ là cổ với bạn thân nói xấu ảnh nên không cho ảnh xem phải không? Sau 2 năm đi Nhật. Ý là ngày xưa nó ở nhà, toàn phá bố mẹ không xây được. Khi nó đi Nhật, bố mẹ mới yên tâm xây được nhà. Chính xác là lúc trước ba mẹ nó ở biệt thự, nó phá quá nên xuống cái nhà cấp 4. Phải CC, đây nhà ông anh, cạnh nhà tao, ông ấy ở nhà làm chứ đi éo đâu mà đi. What the hell? Còn đây là căn nhà cấp 4 trước khi anh đi. Oh my god! Ý là bố mẹ bán đất lấy tiền cho đi Nhật, giờ mảnh đất đó người ta xây lên biệt thự và mảnh đất đó tăng gấp 7-8 lần rồi. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.